để người dân ở khu dân cư cũng như các hộ kinh doanh nâng cao hơn ý thức cảnh giác và đề phòng nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào. Công an các địa phương đã chủ động vừa tuyên truyền vừa hướng dẫn nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại mà hỏa hoạn có thể gây ra. Chợ Cồn, trung tâm thương nghiệp của thành phố. Từ sáng sớm, Công an phường Hải Châu 2 đã tổ chức đến từng hộ kinh doanh, vừa kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, vừa chỉ ra những lỗi thường gặp để người dân chủ động khắc phục. Việc thường xuyên kiểm tra nhắc nhở như thế này đã khiến người dân cảnh giác hơn. Chú công an tới dạy từng nhà, đem bình chữa lửa ra chỉ cái màu đỏ, màu xanh, màu vàng nguy hiểm như thế nào và tập chúng tôi để khi mà lửa cháy chúng tôi phải thực hành. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản về cách xử lý khi thấy một đám cháy, cảnh sát khu vực còn trang bị và hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách sử dụng bình chữa cháy để cho người dân nắm vững, hiểu rõ về công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi ở nhằm góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân. Từ khi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân cấp cơ sở quản lý, thì công tác này đã thực sự có những chuyển biến rõ nét. Sự sâu sát của chính quyền các cấp đã và đang tạo điều kiện để người dân ý thức, chủ động hơn trong việc phòng cháy và chữa cháy ở khu dân cư.